Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với thiết kế mới của nhà đẹp Kento, nơi mang tới cho quý vị về những mẫu nhà đang được ưa chuộng và yêu thích nhất tại Việt Nam. Kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay tiếp tục là chuỗi thiết kế trong tháng 8 đã được Kento chúng tôi hoàn thiện dành tới chủ đầu tư chính là anh Quy có địa chỉ tại Nghệ An. Và thiết kế này là sau khi chúng tôi xuống trực tiếp tại nhà của anh để qua đó tìm hiểu về nhu cầu, mong muốn, sở thích và đặc biệt là mức đầu tư để chúng tôi tạo nên một không gian rộng rãi, tiện nghi, thông thoáng dành cho tất cả thành viên trong ngôi nhà của anh. Và chúng ta sẽ cùng với nhau ngắm nhìn qua một chút về hình ảnh bên ngoài của mình nhé. Với ngôi nhà của anh Quy thì đây được mẫu nhà được chúng tôi xây dựng với phong cách thiết kế là nhà vườn mái Nhật và đan xen cùng với hệ bậc tam cấp. Về hệ bậc tam cấp đây thì chúng tôi sẽ lựa chọn với tiêu chí như sau: một là chiều cao của nền móng so với hệ mái, thứ hai là diện tích sân còn lại khi mà chúng ta đua hệ bậc tam cấp ra, thứ ba đó là dựa vào mức đầu tư để chúng ta tạo nên một không gian vừa với mức đầu tư này mà nó cân đối, nó hài hòa và nó đẹp mắt, đúng không ạ, để giúp cho công trình của chúng ta được bắt mắt khi mà đứng từ xa hay đứng ở gần. Về màu sơn chính đây thì chúng tôi sẽ lấy tông chủ đạo đó chính là màu trắng và màu sơn giả gỗ quý vị nhé. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm màu xanh tin ở phía trên hệ mái. Chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau từ phía trên mái đổ xuống này. Với không gian của hệ mái Nhật thì được chúng tôi thiết kế với 3 tầng lớp mái. Chúng ta tính từ phía tầng nhỏ nhất nằm ở bên cửa sổ, nằm bên tay trái quý vị nhé. Từ đó thì chúng ta đua lên tầng lớp mái tiếp theo và tầng lớp mái lớn nhất là ở sau cùng. Thì đây là 3 tầng lớp mái được thiết kế từ nhỏ tới lớn, từ thấp lên cao để chúng ta sẽ cùng với nhau sẽ mang lại sự hưng thịnh này, sự thành công ngày càng lớn cho các thành viên trong ngôi nhà của anh Quy, từ công việc, từ cuộc sống, đúng không ạ. Về khu vực của phía dưới hệ mái thì chúng tôi sẽ sơn một cái nước sơn. Đầu tiên là sẽ có một cái đường phò trị màu trắng này. Sau đó là toàn bộ cái hiện tường ở phía dưới mái chúng tôi sơn màu giả gỗ. Và để toát lên cái màu sơn này, chúng tôi sẽ lựa chọn với dạng đèn âm trần. Và ở đây chúng tôi sẽ lựa chọn với màu sắc vàng quý vị nhé. Nếu như chúng ta mở lên ấy, thì sẽ toát lên được cái màu sắc của nó cực kỳ là bóng và rất đẹp. Tiếp tục là cái đường phào chỉ phía dưới thì chúng tôi sẽ làm nó khoảng độ tầm 15 phân để chúng ta sẽ vừa đẩy cao được ngôi nhà này. Bên cạnh đó là đẩy và toát toàn bộ không gian của hệ mái riêng biệt và hệ tường ở phía dưới cũng khác luôn. Và một cái đặc điểm rất là hay dành cho hệ tường của nhà anh Quy như sau. Đó chính là toàn bộ hệ tường đây được chúng tôi sẽ tạo một cái đường viền lớn. Chúng ta sẽ không có hệ cột chống đỡ, chúng ta thay vào đó chính là những cái hệ tường ở phía bên hông hai bên này, chúng ta sẽ đua ra rơi vào đâu đó có độ tầm là 1,2 mét. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn hình dáng kết hợp lại cùng với nhau từ hệ cửa chính này, tức là từ tường kính rồi là khu vực một tường rào xung quanh, tạo nên một cái hình dáng giống như là một cái màn hình 3D vậy ạ, nó rất đẹp, đúng không ạ. Một đặc điểm thứ hai nữa là để nó tạo được cái rõ nét đường viền này thì toàn bộ cái đường viền bên ngoài được chúng tôi sơn màu trắng quý vị nhé. Sau đó là chúng tôi sẽ có thêm một cái phào chỉ ở trên cùng nhất, đó là chúng tôi sẽ sơn màu nâu. Đó, còn lại thì ở phía tường bên trong chúng tôi sơn toàn bộ bằng màu da gỗ. Còn tường ở phía cạnh khu vực của cửa ra vào này, rồi là kết hợp cùng với tường kính này, chúng tôi sẽ ốp vào đó chính là dạng đá hoàng sa. Đấy chính là những cái màu sắc mà chúng ta đan xen cùng với nhau để làm sao khi mà quý vị chúng ta nhìn từ hình ảnh thôi là toát lên được toàn bộ cái không gian nó đẹp, nó trang trọng và nó bắt mắt, đúng không ạ. Ngoài ra nữa thì chúng tôi sẽ kết hợp thêm cái dạng đèn trắng ở phía dưới quý vị nhé, để chúng ta sẽ có nhiều màu sắc giúp cho ngôi nhà của anh Quy được lung linh và đẹp mắt hơn vào ban đêm. Đối với khu vực của hệ bậc tam cấp ở đây thì chúng tôi sẽ lựa chọn với dạng đá kim cương quý vị nhé. Đây là một màu đá rất đẹp. Và một cái điều rất hay ở đây nữa là anh Quy muốn đầu tư, đó chính là chúng ta sẽ có dạng đèn led màu vàng chạy dọc nằm ngay phía dưới chân của khu vực hệ bậc tam cấp để giúp cho ngôi nhà của anh Quy được lung linh và có điểm thu hút vào ban đêm hơn. Khu vực ở bên tay trái thì chúng tôi sẽ đẩy lùi một chút để chúng ta sẽ có khu vực làm bồn hoa này. Phía trên thì chúng tôi sẽ có hệ mái che bằng khung inox và được sơn chống tĩnh điện màu đen quý vị nhé. Đầu cửa sổ thì chúng tôi sẽ ốp vào đó chính là không gian của gạch thẻ màu xám này. Tất cả những chất liệu cửa của ngôi nhà anh Quy thì được chúng tôi lựa chọn, đó chính là hệ nhôm sinh pha đan xen cùng với tường kính, và như vậy chúng ta sẽ được lấy tối đa ánh sáng này, độ thông thoáng hắt vào bên trong ngôi nhà của anh. Ngoài ra thì đối với chất liệu của hệ nhôm sinh pha này, nó cũng sẽ mang lại tính bền bỉ cao này, chống ẩm mốc này, rồi là chống cung vênh, chống bị phai màu sắc, đúng không ạ. Mà nếu như anh Quy mà mong muốn là gì, nếu như anh muốn sẽ có được giảm bớt ánh sáng thì bên trong anh sẽ kết hợp cùng với đó chính là dạng rèm cao cấp, một dạng rèm màu trắng này, một dạng rèm dày màu tối hoặc là màu xám. Anh kéo lại thì bên trong chúng ta giảm bớt ánh sáng tối đa, mà bên ngoài chúng ta vẫn toát lên được nét hiện đại bởi hệ cửa sinh pha mang lại cho nó. Đối với khu vực của hệ bậc khu vực sảnh phụ thì chúng tôi sẽ làm nhỏ hơn quý vị nhé. Sảnh chính thì chúng ta sẽ có 4 cửa, còn sảnh phụ thì chúng ta sẽ có 2 cánh mà thôi. Đấy. Chúng ta sẽ cùng với nhau ngắm nhìn qua một chút về những góc độ khác ở phía ngôi nhà anh Quy. Đây chính là hình ảnh được nhìn từ phía trên cao nhìn xuống này. Toàn bộ cái đèn led ở phía khu vực hệ bậc tam cấp hiển thị lên rất đẹp, đúng không? Quý vị thấy rằng là ở đây với khu vực của tam cấp chúng tôi sẽ lựa chọn với dạng đá kim cương màu đen. Đấy, nhìn rất đẹp, rất bắt mắt luôn.
Ở ngoài ra thì kết hợp cùng với đó chính là những cái dạng đá marble nắp ống. Ngoài ra thì ở đây thì chúng tôi sẽ còn kết hợp thêm đó chính là những cái dạng đá được ốp vào tường nữa, thì giúp cho ngôi nhà của chúng ta cực kỳ lung linh và ấm cúng quý vị nhé. Còn đây chỉ mà chúng ta nhìn rõ ở mặt tiền phía trước ngôi nhà, đấy nơi mà chúng ta có sảnh chính. Còn góc độ vừa rồi mà Minh Thường có phân tích dành cho quý vị đó chính là chúng ta nhìn ở chéo góc của ngôi nhà. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng với nhau ngắm nhìn qua một chút về hình ảnh cũng như là diện tích ở bên trong để xem rằng là liệu với công năng thì có phù hợp với quý vị không nhé. Với ngôi nhà của anh Quy được chúng tôi thiết kế mặt tiền là 12 mét này, chiều sâu công trình là 11,4 mét, thì đâu đó tổng diện tích không gian của chúng ta nó cũng sẽ rơi vào khoảng độ tầm là 122 mét vuông. Thì với 122 mét vuông như này thì ở bên trong anh Quy mong muốn chúng tôi bố trí công năng, chúng ta sẽ có một khách, một thờ, một bếp cộng ăn và chúng ta sẽ có là 3 phòng ngủ quý vị nhé. Và để với một cái mảnh đất và một ngôi nhà là 122 mét vuông như vậy thì quý vị chúng ta có một cái mảnh đất nó rơi vào tầm là 170 mét vuông đó, vùng vắn của cả hai chiều thì chúng ta có thể suy xét xây dựng cái mẫu nhà của anh Quy quý vị nhé. Về cách phân bổ như sau này, phòng khách thì chúng tôi sẽ phân bổ là 34 mét vuông, phòng thờ là 9,5 mét vuông, phòng bếp bằng ăn là 17 mét vuông và 3 phòng ngủ số 01 11,8 mét vuông, phòng ngủ số 02 12,5 mét vuông và phòng ngủ số 03. Đây là một phòng cắt kính master với tổng diện tích là 19 mét vuông. Về cách bố trí ở bên trong như sau. Bắt đầu từ phía của khu vực sảnh chính đi vào này, chúng tôi sẽ để bàn ghế bên tay phải, tủ kệ TV nằm ở bên phía tay trái. Chúng ta sẽ có một sảnh rộng rãi di chuyển vào trong đúng không? Chúng ta cũng sẽ có thêm một phòng thờ. Vị trí phòng thờ này là nơi mà chúng tôi đặt tọa cát, hương cát trong nhà quý vị nhé. Một vị trí vừa trang trọng vừa linh thiêng để trong quá trình khi mà các thành viên của chúng ta thờ cúng ông bà tổ tiên cũng sẽ mang lại sự hưng thịnh và sự may mắn. Chúng tôi cũng sẽ có thêm một cái hệ lam gỗ che chắn ngay cạnh khu vực của phòng thờ để chúng ta làm trang trí cũng như tạo cái sự riêng tư dành cho không gian này. Đối với khu vực của phòng bếp cùng ăn thì chúng tôi sẽ có một bàn dành cho 6 thành viên này. Một bàn bếp được thiết kế theo dạng chữ L quý vị nhé. Và nơi mà đặt bếp nấu nướng là nơi tọa hung hướng cát trong nhà. Để trong quá trình khi mà chị nhà của anh Quy có nấu nướng cũng sẽ gì ạ? Đốt cháy đi những điều đen đủi và giữ lại sự hưng thịnh và sự may mắn. Bồn rửa mặt thì chúng tôi sẽ ưu tiên đặt cạnh với phòng vệ sinh để chúng ta là thủy cạnh thủy thì nó sẽ phù hợp và nó sẽ hợp phong thủy hơn rất nhiều đúng không ạ? Còn đối với không gian của ba phòng ngủ thì chúng ta thấy rằng gì? Ở đây chúng tôi sẽ có đặt vị trí giường, tủ quần áo, những cái nơi rộng rãi tiện nghi nhất để cho các thành viên của chúng ta di chuyển vào phía bên trong không gian của ngôi nhà và sử dụng được thông thoáng. Còn đối với phòng vệ sinh thì chúng tôi đều sử dụng vách ngăn bằng kính, kể cả là phòng vệ sinh ở bên trong ngủ hay là phòng vệ sinh chung bên ngoài đúng không ạ? Thì đây chính là thiết kế mà chúng tôi đã hoàn thiện dành tới chủ đầu tư chính là anh Quy có địa chỉ tại Nghệ An. Và nếu như quý vị chúng ta cũng yêu thích về mẫu thiết kế này, hãy liên hệ cùng với Kato chúng tôi để Minh Thường cùng với Kato hỗ trợ và mang tới dành cho quý vị những thiết kế đẹp mắt và ưng ý nhất. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.